Xin chào tất cả anh chị em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em một kèo cực kỳ mới. Kèo này có thể giúp anh chị em đó là có thể kiếm được 10.000 và có thể rút ngay được về tài khoản điện thoại nhé. Thì đây anh chị em, đó là đầu tiên đó là bấm vào link ở phần mô tả video này. Sau đó anh chị em vào cái phần này thì nó sẽ hiện ra như thế này, thì anh chị em bấm vào chỗ phần nhập số điện thoại của bạn này. Anh chị em nhập số điện thoại vào nhé. Sau đó chúng ta bấm vào chữ xác thực. Chúng ta lướt xuống này. Đấy, đọc cho hết nhé. Đấy, rồi sau chúng ta bấm vào phần chấp nhận điều khoản. Đây thì nó sẽ gọi về cho anh chị em á. Ở đây thì anh chị em tạo mật khẩu nhé, nhập lại mật khẩu này, mã xác nhận OTP này, thì nó sẽ gọi về cho anh chị em nhé. Anh chị em nghe và nhập 6 cái mã OTP này, rồi sau đó bấm vào hoàn thành đăng ký này. Và sau khi bấm vào hoàn thành đăng ký á, thì anh chị em bấm xong thì sẽ ra cái bước đó là tải app. Anh chị em tải app thì nó bấm vào cho mình cái chữ này là fin này. Ở đây mình đã có tải rồi thì anh chị em cài đặt và đăng nhập vào nhé. Đây. Thì đây nó sẽ ra như thế này. Thì anh chị em cố gắng chúng ta đó là hoàn thành và nó sẽ cho rút tiền nhé. Đây này, ở đây có mục rút tiền này. Đấy, ở đây các bạn chỉ cần là có tiền rồi nhập cái thẻ ATM vào để rút được thôi. Chúng ta rút cực kỳ dễ. Đấy, phí giao dịch là 7.700 nên anh chị em cố gắng mà để cho nhiều vào nhé. Đây cực kỳ hay nhé. Anh chị em cố gắng đó là chúng ta làm nhanh cái kèo này nhé. Đăng ký và sẽ có được 10.000 thôi. Nếu mà ai mà có hai số điện thoại thì hướng dẫn mình nhà sẽ hướng dẫn cho cách đăng ký nhé. Ok, tất cả anh chị em. Các anh chị em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh giúp mình nhé.